Cho thì phải như thế này. Đấy, được rồi, thế thôi. Phải không? Cắn cả Huy đúng không? Bố đi lấy vợ mới, mẹ đi lấy chồng mới. Thế bố đi đâu lấy vợ mới, con có biết không? Huy bảo ăn ngon không thì bảo làm như thế nào Huy? Làm thế này. À, này. Xin chào các bác, mến chào quý cô anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại là cháu Quyền đang có mặt ở nhà của bé Huy và bé Khang các bác ạ. Đấy thì hôm nay là cháu cũng đi lên trên bản Mông ở trên kia ấy, thì cháu cũng có mua mấy cái bánh mì đi theo. Thì nhân tiện đây thì cháu cũng muốn vào để thăm hai bạn nhỏ ở đây luôn. Trước khi vào hoàn cảnh của hai bạn nhỏ này thì cho phép cháu Quyền xin giới thiệu lại hai bạn nhỏ này một chút để cho cô bác anh chị cùng nắm được. Bạn Huy thì là được 6 tuổi, đang học lớp 1. Còn bạn Khang thì được 8 tuổi. Đấy thì là tai là bị nặng tai, không nghe thấy và nói thì không nói được. Đấy, bố thì là bỏ đi lấy vợ mới rồi. Còn mẹ thì cũng bỏ đi lấy chồng mới. Mẹ thì đi được 1 năm rồi các bác. Hiện tại là hai bé là đang ở cùng với bà. Bà thì cũng tự có nhà riêng, thì hiện tại là bà đang ở trên kia. Còn đây là nhà của hai bạn nhỏ ở đây. Có những lúc thì hai bạn nhỏ ăn cơm ở đây, và có những lúc thì bạn ấy lên trên nhà của bà để ăn. Đấy, có những hôm thì hai bạn ấy xuống nhà ở đây để ở. Đấy, bố mẹ thì từ lúc mà bỏ đi đến bây giờ ấy, thì là cũng không gửi tiền về cho hai con. Đấy, bây giờ thì sẽ xin mời cô bác đi vào bên trong ngôi nhà để xem hai bạn này có ở nhà hay không. À, đây rồi. Chào Khang nha. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Chào Huy nhá. Huy chào chú chưa? Cháu chào chú ạ. Nói lại đi. Cháu chào chú ạ. Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà. Cười cái gì? Thằng này cười cái gì? Nào, Huy, Khang, chào. Nhìn ra đây, nhìn ra kia. Nhìn ra đây. Cúi xuống. Đúng rồi. Đấy, lần sau là phải làm như thế nhá. Thế hôm nay Huy với Khang đi đâu làm gì đây? Ở nhà chơi thôi à? Đi vào đây xem nào. Đi vào đây tí chú cho ăn bánh mì này nhá. Thế không cho đi dép vào à? Không cho đi dép vào nhà. Đấy, hai bạn rủ nhau quét nhà. Đúng rồi, quét nhà sạch sẽ vào nhá. Thưa các anh chị, là hiện tại thì hai bạn nhỏ ở đây tự ở, còn bố với cả mẹ thì bỏ đi rồi. Đấy, bạn này thì cũng được hỗ trợ về cái phần của bên nhà nước ấy, là một tháng cũng được hơn 700.000. Và cái số tiền đó thì là bà cũng sử dụng để mua gạo cho hai bạn nhỏ này ăn. Tại vì là bố với cả mẹ thì từ lúc bỏ đi đến bây giờ ấy, thì là cũng không gửi tiền về cho hai bạn. Cho nên là hai bạn là không có cái gì để ăn, không có tiền hàng tháng để mà mua quần áo các thứ đâu. Đây, hai bộ quần áo này thì hôm qua cháu Quyền cũng mua lên cho hai bạn nhỏ đây. Gạo là hôm qua chú mang về là để đây à? À, đấy. Đây đúng không? Gạo đây đúng không? À, đấy, quét nhà đi, quét nhà sạch sẽ đi nhé. Được chưa? Nhà đây là nhà của bố. Đấy, hiện tại là cũng xây lên nhưng mà vẫn chưa chắc. Cửa các thứ là cũng không chắc chắn một chút nào cả. Đấy, hôm nay cháu Quyền vào thì cháu thấy là cũng không có ổ chìa khóa để mà khóa nhà. Huy nhờ, có chìa khóa không? Không có à? Úi dồi ôi, thế này mua gạo vào người khác trộm mất thì sao? Được rồi, đi ra kia đi. Đi ra kia ngồi cho nó sáng để chú hỏi một tí nhá. Được rồi, cất cái này đi. Ừ. Huy, đi theo chú nào.
Đấy, lên trên kia ngồi nhá. Lên trên kia ngồi. Treo cẩn thận nhá. Nào. Đấy, đi cẩn thận vào. Đấy, lên trên này ngồi để thoải mái nói chuyện cho dễ. Đúng rồi. Thưa các bạn chị là hôm nay chị cháu Quyền vào đây ấy, thì là cũng không mua được cái đồ gì cả, tại vì là cháu cũng lên trên bản kia thôi, cho nên là mua được cho hai bạn này một ít bánh mì. À, bây giờ ăn bánh mì trước nhá. Có đói không? Bạn này bảo là sáng nay đói về thì ăn cơm ở nhà thôi, không lên trên nhà bà đâu các bác ạ. Phải không hả Huy? Phải. Anh Khang là sáng nay tự về nhà ăn cơm à? Vâng. À, thế Huy là ăn cơm ở nhà bà? Không. Thế Huy ăn đâu? Ăn ở đây à? Vâng. À, hôm qua chú nấu cơm còn thừa thì còn ăn hết á? Còn chưa hết. Chưa hết, còn chưa hết nữa. Sáng nay ăn một bữa rồi vẫn còn á? Ừ. Thế tối nay ăn không? Ăn. Tối nay ăn nữa? Ừ. Nó mà có mùi nữa thì không ăn nữa đâu nhá. Đấy, bây giờ cho bánh mì. Đấy, cho thì phải như thế này. Đứng lên, đứng lên. Đấy, được rồi, thế thôi. Huy thì biết nói rồi, Huy phải như thế nào nhỉ? Cháu xin chú. Ờ, rồi, ăn đi. Chắc là đói rồi nhỉ, ăn đi. Úi giời. Úi giời. Ơ, Huy biết nói, Huy phải bảo mời các ông, các bà ăn bánh mì. À, Huy nói nào. Cháu mời các ông, các bà ăn cháu, bánh. Cháu mời các ông, các bà ăn bánh. Cháu mời chú ăn bánh. Cháu mời chú ăn bánh. Rồi, lần sau chú không dạy nữa nhá. Lần sau ai cho cái gì phải tự biết mời nhá. Nhớ chưa? Ăn đi, nào, ăn đi. Ăn đi, ăn hết đi, ăn hết. Chú lại cho thêm một cái nữa. Mỗi người ăn hai cái nhá. Này. À, rất là đáng thương các bác ạ. À, không nói được nhưng mà rất là thông minh. Nói cái gì khi mà dạy, cháu Quyền dạy ấy, thì là biết làm theo luôn. Đấy, đợt trước là khi mà ở nhà hay đi chơi linh tinh ấy, bị chó cắn. Mỗi hai anh em là ai cũng bị chó cắn đúng không? Phải không? Cắn cả Huy đúng không? Cắn cả hai anh em luôn. Tả cắn. Lần sau không được đi. Bảo Huy rủ đi phải không? Lần sau không được đi nhá, lần sau đi chó lại cắn ấy. Chắc tối nay ăn hai cái bánh mì này là chắc là không ăn cơm nữa đâu nhở. Bạn này thì Huy thì được 6 tuổi, đấy thì là vẫn đang đi học các bác ạ. Còn Khang thì được 8 tuổi, thì đi học thì cũng không nghe thấy này. Mấy cả nói thì không nói được, cho nên là hiện tại là cũng bỏ học rồi. Nào Huy... Huy trả lời cho chú nghe một tí nữa là con kể cho các ông các bà nghe xem là bố với mẹ mình đi đâu rồi. Bố đi lấy vợ mới, mẹ đi lấy chồng mới. Thế bố đi đâu lấy vợ mới con có biết không? Có biết không? Có biết là bố đi tận đâu lấy vợ không? Không biết. Thế mẹ đi đâu lấy vợ mới con có biết không? Đi Sophie. Sophie à? Vâng. Mẹ là có thêm một em bé nữa đúng không? Vâng. À, thế mẹ con có bao giờ gửi tiền cho con không? Không. Không á? À? Vâng. Thế bố con bao giờ gửi tiền cho con không? Trả lời chứ ai lại lắc. Mình có phải là con dê con bò đâu mà lắc lắc thế này. Nào, bố con có bao giờ gửi tiền cho con không? Không. À. Cái gì? Vừa nãy bà ở kia nhìn. À, vừa nãy bà ở kia nhìn thấy Huy với Khang đang ăn đúng không? À, ngồi. Ừ. Đấy, bố thì bỏ đi rồi, mẹ thì cũng bỏ đi rồi.
không bao giờ gửi tiền về cho hai con. Ý là tối nay sẽ phải tắm, là lên trên nhà của bà để tắm đấy các bác ạ. Đúng không? Nước trên nhà. Tắm nhờ. Tắm sạch sẽ như này nhá. Này. Rửa chân sạch sẽ nhá. Hai bạn nhỏ thì còn rất là ngây thơ, còn rất là nhỏ mà bố mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại con để đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân của mình. Hay không nghĩ đến tương lai của các con và cũng không nghĩ đến cuộc sống của các con sẽ như thế nào. Đấy, rất là đáng thương cô bác ạ. Cháu cũng chỉ mong là sau khi mà chia sẻ, đăng tải những cái video thước phim như thế này lên thì cũng nhận được những tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi đến cho hai bạn nhỏ. Ngon không? Ăn ngon không? Hả? Ăn ngon không? Phi, bạn này nói to có nghe thấy không tai? Phi bảo ăn ngon không thì bảo làm như thế nào Phi? Làm thế này. À, này. Ngon đúng không? Đúng ạ. Thấy ô tô chở máy xúc về là rất là thích rồi. Hồi trước ấy, nó ấy máy xúc xuống cây cào đi đi kia thì tớ đi trong đó ngồi sướng quá. Hả? Hồi trước á, máy xúc đào được kia xuống tớ đi trong đó ngồi sướng quá. À, trước máy xúc về múc ở kia xong là Huy với anh đi ngồi máy xúc chơi à? Vâng. À. Sau tôi về thì Huy đi học có được giấy khen không nhỉ? Được. Được á? Vâng. Thật không? Thật. Không được đùa chú nhá, giấy khen để đâu? Nhà bà. Thật á? Vâng. Mai lấy về cho chú xem nhá. Bà ấy cất đâu rồi? Không được nói dối nhá, trẻ con ấy. Thật không? Có được giấy khen thật không? Dạ, mà bà ấy để ra không biết. À. Thấy mấy xúc là thích. Đấy, thấy bà đang cuốc vườn lấy một cái bánh mì đi cho bà các bác ạ. Lấy cho Khang lấy đi đi. Cho Khang lấy đi đi, Huy. Đấy, bà thấy bà đang cuốc vườn bảo là lấy bánh mì đi cho bà một cái. Đúng rồi. Cẩn thận nhá. Đúng rồi. Khang ạ. Chạy đi luôn. Cho bà. Đây, bà này thì bà ở gần nhà các bác ạ. Bà ở gần hàng xóm. Đi về đi, Huy. Huy ơi, Huy. Về đi. Đây có phải đất nhà mình không? À. Đấy, vườn các thứ là cũng rộng phết đấy.
nếu mà trồng rau các thứ là cũng được nhỉ. Ừ. Nãy lấy cất rồi. Đúng rồi. Không đóng cửa đâu, không đóng cửa đâu, không đóng cửa. Nào Huy ngồi đây với chú, ở chú hỏi nào. Con à, ở này con có nhớ bố nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ à? Vâng. Con muốn bố mẹ con quay về ở với con không? Hả? Có. Muốn mẹ con quay về ở với con không? Muốn. Lâu, bao nhiêu lâu con không gặp mẹ rồi? Con nhớ không? Yeah. Không biết luôn. Vâng. Bây giờ gặp mẹ con nhận ra mẹ không? Con biết mặt mẹ không? Biết. Biết à? Vâng. Thế là bây giờ là chỉ có ở với bà thôi đúng không? Vâng. Vừa rồi anh Khang lấy bánh mì cất ở kia, lúc nào mà hai anh em đói thì lấy ra ăn nhá. Tối nay ăn cơm, ăn bánh mì no rồi, tối nay còn ăn cơm không? Ăn. Ăn á? Đấy, anh Khang cất ở kia kìa. Đấy, đúng rồi. À, lại ăn tiếp à? Ăn đi, ăn hết đi, nha. Anh Khang bảo cái gì? Nó bảo lấy cái này đi cho người khác. Không lấy đi cho đâu, tí ăn ấy. Để đây. Cho một cái bánh mì lại còn bảo là đi chia cho người khác nữa. Chia cho bà một cái rồi bây giờ mình phải ăn đi. Ừ. Đúng rồi, mỗi người một nửa. Tối nay không ăn cơm nữa cũng được. Hai cái bánh mì rồi. Định còn lấy đi chia cho người khác cơ các bác ạ. Không nước quá. Bạn này mà có nước ở trong kia kìa. Nước không lọ đun ấy. Bạn này mà có tiền và có điều kiện thì chắc là tự biết thương người đấy. Nghịch cất đi, không nghịch. Cứ lấy kính ra nghịch, chả biết nhặt kính đâu về một cái. Nhờ. Đẹo, đây, không đẹo đâu. Nha. Rủ cháu Quyền vào đây. Uống nước các bác ạ. Cái cửa này có khóa không? Cửa này có khóa không? Cái này đâu rồi? Đâu? Chìa khóa đâu? Chìa khóa ở nhà đâu? Không có chìa khóa. Thế để đồ ở đây tí ai về lấy thì sao? Hả? Chìa khóa đâu hả Huy? Không có. Bố làm mất rồi mà. Ui giời. Bố làm mất rồi bố mới đi rồi đúng không? Thế là nhà bây giờ không có chìa khóa à? Cứ để như này thôi à? Ui giời. Đứng ở đây. Thưa cô chú anh chị là hôm nay cháu Quyền là cũng đi ngang qua đây thì cũng vào để thăm hai bạn nhỏ để xem là hai bạn ấy có ở nhà hay không, ăn uống như thế nào. Đấy thì hôm qua là chúng cháu cũng vào đây để nấu cơm ấy thì là còn cơm nguội. Thì hai bạn là bảo là sáng nay sao không đi nhà bà ăn mà đi vào đây ăn hả Huy? Ăn ở đây. Thích ăn ở đây à? Vâng. Thế tối nay ăn ở đâu? Ở đây. Lại ăn ở đây. Hôm qua chú dậy nấu cơm, bây giờ biết tự nấu chưa? Biết rồi đúng không? Đấy. Ở nhà phải ngoan nhá.
Thưa các bạn anh chị, là hôm qua thì ăn cơm xong vẫn chưa rửa bát, hai bạn nhỏ này còn một đống bát là chưa rửa. Hôm nay thì cháu Quyền quay trở lại đây thì sẽ cho hai bạn rửa bát luôn. Huy ăn cơm xong, Huy với Khang ăn cơm xong rồi rửa bát đi nhá. Hai bạn này thì được 8 tuổi các bác ạ. Và không biết nói. Mấy cả nói thì tai không nghe thấy. Đấy, bố mẹ thì bỏ đi hết rồi. Để lại cho hai bạn này sống bơ vơ ở đây. Huy hôm nay có đi học không? Đi. Đi à? Lấy nước rửa mặt đi Huy. Rồi, khoán nước vào, tí hết nước lại nhanh lên. Hôm qua là cháu Quyền mua hai bộ quần áo mới lên ấy. Đây là cũng mặc luôn rồi. Úi dồi ôi, cho nước nhiều thế. Được rồi, nào Huy tí rửa bát xong rồi rửa mặt đi nhá. Mặt mũi bẩn quá. Rửa đi, rửa hết đi. Rửa cả cái kia nữa. Đấy, rửa xong, cái nào rửa xong để sang bên này. Sau đó thì rửa qua một lần nước nữa. Bạn ấy bảo là hết rồi các bác ạ, còn một tí thôi ấy. Rồi rửa đi, rửa xong để đây. Đấy, rửa sạch sẽ vào Huy. Cả ngoài nữa. Ăn xong phải biết rửa bát chứ. Hôm nay bà lại lên trên nhà bà ở à? Thế là hôm nay hai con học xong tự về đây ăn cơm hay là như thế nào? Nhà bà. Ăn ở nhà bà. Thế tối nay ngủ nhà bà hay ngủ đây? Được rồi, dùng ít thôi. Nào, để chú làm. Đấy, nào. Đấy. Đấy. Rồi, rửa đi. Rửa nhanh lên. Bạn này tuy rằng không biết nói nhưng mà rất là thông minh các bác ạ. Hiểu, rất là hiểu chuyện đấy. Rồi Huy, rửa nhanh nào Huy. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Rửa đi. Bắn vào mồm. Đấy. Cái này để mai. Hết rồi. Nào. Chỉ biết cười thôi. Huy lấy cái kia về rửa đấy. Được cho anh nhá, anh không biết nói chuyện là không được. Không được đánh anh nhá. Ui giời, bẩn quá, rửa đi nhá. Rửa sạch sẽ vào, xong là đi úp vào cái kia. Nha. Không được để bẩn thế đâu. Trời ơi. Thế là ăn xong là cứ để như này à, không rửa à? Xì muối đi, bẩn quá. Huy, cái kia xì muối đi, nhanh lên. Đúng rồi, bà này rửa sạch sẽ nhỉ, đúng rồi.
Rồi, xì mũi sạch sẽ nhá, xong rửa bát xong rửa mặt sạch sẽ đi. Quần áo nhá Huy nhá, không được mặc bẩn nhá. Mặc bẩn là lần sau chú lên chú không mua cho nữa đâu. Nhớ chưa? Bảo với anh là không được làm áo bẩn nhá. Này. Biết đấy, bảo là à. Đấy, anh bảo Huy là đi chơi nằm ở đất đúng không? Anh vừa bảo đây. Anh vừa bảo làm này đây. Bẩn đây này, rửa tay này. Thôi nằm ở đất này này. Thấy không? Ừ. Thấy không? Ừ. Lần sau không được để bát nhiều thế này mới đi rửa đâu nhá Huy nhá. Đấy. Thằng này giỏi thế đấy. Đấy. Ừ. Rửa một lần nữa. Đúng rồi, rửa thêm một lần nữa. Ừ. Dùng ít nước rồi, dùng một chậu này nước thôi nhá. Tí hết nước đấy. Đấy, được rồi. Chỉ cần chỉ một tí thôi là hiểu rồi các bác ạ. Rồi. Rửa xong cho vào đấy, rửa xong cho vào cái kia. Đúng rồi. Đấy, rửa xong cho vào đây. Huy rửa ở bên kia nhá. Huy rửa xong cho vào đây nhá. Đấy, rửa bên kia xong cho vào đây. Đúng rồi. Sạch sẽ vào. Bố mẹ không ở, bây giờ phải rèn từ bé đấy các bác ạ. Phải hướng dẫn từ bé thì mới biết làm được, sau này mới biết làm được. Đúng rồi. Bạn này mới đầu cháu Quyền lên đây chia sẻ ghi hình ấy các bác. Là sợ. Hay sợ như kiểu sợ người khác về tiêm các thứ ấy. Chạy đi. Thế nên là phải mua một gói kẹo vào. Xong lấy kẹo cho ăn rồi mới bắt đầu quay phim được. Không là cứ chạy thôi. Sợ. Huy rửa nhanh nào. Nhanh lên. Sắp hết rồi. Hết dầu rửa bát rồi đúng không? Đây, chú cho vào một tí nữa. Đấy, mai lên mua dầu rửa bát lên cho chai mới. Thế hôm qua bà có về muộn không hả Huy? Về muộn à? Hôm qua ăn cơm xong là lâu lâu bà mới về đúng không? À. Đúng rồi. Được rồi, Huy rửa hết rồi. Thôi để chỗ đây chỗ cho anh. Đấy, rửa bên kia. Đấy. Mang đi úp đấy, xem bên này. Xem mà bạn ấy biết ta. Huy rửa đấy nhá, Huy rửa đấy nhá. Mặc dù là không biết nói được như các bác. Nhưng mà rất là thông minh. Thấy bạn này rất là thông minh. À, đấy. Hôm qua thì cháu Quyền chia sẻ lên ý, cô ba anh chị cũng có bình luận là có cái tủ. Ngày xưa thì bố mẹ ở ấy thì
là cũng sắm được, thấy có một cái tủ để úp bát này các bác. Bây giờ thì bố mẹ không ở nữa nên là những cái đồ, các thứ đồ gì ấy là cũng không có nữa, kể cả cái nồi cơm điện thì cũng không thấy cái phích cắm đâu nữa, cho nên là nấu bằng bếp củi các bác ạ. Nói chuyện đoạn này buồn cười đấy. Không biết là đi như bạn này thì có đi chữa các thứ là có còn chữa được không. Cửa sổ thì cũng không chắc chắn một chút nào cả. Đây này, không có cái gì chốt. Ừ. Tập cho các bạn làm. Đấy, xung quanh nhà thì đất cũng rất là rộng. Nếu như mà có thời gian thì cháu Quyền sẽ lên đây để cho làm cho hai bạn ấy một cái vườn rau để trồng ít rau các bác ạ. Huy rửa nhanh nhanh Huy nhá. Huy hôm nay đi học có được bé ngoan không? Không. Ừ. Đấy. Anh bảo Huy rửa bẩn đấy. Đúng không? Anh bảo Huy rửa bẩn đấy. Bảo Huy rửa bẩn đấy. Đấy, nhìn thế thôi. Anh trai thông minh phết đấy. Nhờ Huy nhờ. Đấy, bẩn cái là không duyệt luôn. Bẩn cái là không duyệt luôn ấy. Đừng có đùa. Huy phải rửa sạch vào nhá, không tí anh không duyệt đâu. Đấy, Huy để cho anh làm đi. Đấy, Huy kém quá. Nào. Đấy, Huy để cho anh làm thấy chưa? Anh nhanh nhẹn thế này cơ mà. Cẩn thận tí bắn vào người. Nào. Đấy, Huy rửa bên này đi. Huy, anh bảo đây còn một cái này. Đây còn một cái này. Đấy. Nói là không nghe thấy đâu Huy nhỉ? Nói anh trai có nghe thấy không? Nghe. Hả? Nghe thấy một tí đúng không? Ừ. Đúng rồi. Rồi, cái chậu nào của mình thì mang về nhá. Còn cái rẻ này, rẻ của nhà cô thì để đây cho cô. Đấy, cái nào của mình thì mang về, đúng rồi. Đi về, Huy về trước đi. Đúng rồi. Cái chai rồi bắt cũng mang về hết. Đấy, cái chậu không phải của mình, không lấy. Mặc áo mới đẹp trai phết nhỉ. Huy nhỉ? Thế Huy hôm nay có còn đánh anh trai của mình không? Không. Ừ. Ôi đi Huy đi rửa mặt cái cho sạch sẽ đi. Tí nữa thì hôm nay thì bà cũng không đi đâu các bác ạ. Bà đang ở trên nhà của bà. Tí nữa chắc tối nay là sẽ cho hai bạn này lên trên nhà của bà ăn cơm thôi. Rất là khổ thân. Bạn đây là bạn Khang các bác ạ. Đấy, Khang thì nói thì không nghe thấy này, với cả không nói được, đi đâu bị đau hay là bị cái gì ấy là cũng không biết. Chính vì vậy thì ở như thế này nhiều lúc cũng không biết là ốm đau thì sẽ phải giải quyết như thế nào nữa. Đấy, còn bố với cả mẹ thì
Mẹ thì bỏ đi lấy chồng mới được cả 1 năm rồi, cũng có em bé mới rồi. Còn bố thì cũng bỏ đi lấy vợ mới. Đấy, không biết là bây giờ là bố là lấy vợ ở chỗ nào. À, bảo đi xem máy xúc ấy các bác ạ. À, bây giờ thì cháu Quyền cũng xin phép sẽ di chuyển đi về. À, hôm nay thì sau khi mà đăng tải chia sẻ về hoàn cảnh của hai bạn nhỏ thì cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ bất chút tình yêu thương của mình dành đến cho hai bạn nhỏ để giúp đỡ được hai bạn ấy một chút trong cuộc sống của bác ạ. Anh Huy bây giờ cũng đi xem máy xúc đúng không? Đi xem máy xúc tí tối về nhà nhá. Bây giờ chú đi về đây. Này. Thưa các anh chị, là bây giờ cháu sẽ xin phép là kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Đấy, Huy chào các ông các bà này. Con chào các ông các bà. Rồi. Thế con chào cho chú nữa đi. Cháu chào chú ạ. Cái gì? Các bác ơi, đây là những mặt hàng đặc sản vùng cao mà hiện tại hai vợ chồng Quyền Yển đang bán ở trên kênh các bác nhé. Và đây là mật ong hoa bạc hà. Còn đây là mật ong khoái rừng các bác ạ. Hiện tại thì sắp đến mùa mật ong rừng tự nhiên rồi các bác nhé. Mật ong khoái rừng thì hiện tại vợ chồng Quyền Yển còn một chút nữa thôi. Còn bên này là chè san tuyết đặc sản ở trên vùng cao. Cái chè này thì là chè mới năm nay các bác nhé. Còn cái của năm cũ ấy thì cũng có rất là nhiều các bác hỏi nhưng mà hai vợ chồng cháu không có gửi cho. Còn bây giờ nếu mà các bác nào muốn mua thì có thể là liên hệ trực tiếp với hai vợ chồng cháu tiếp ạ. Còn cái này là hoa đu đủ đã được cháu Yển phơi khô rồi các bác. Đấy, còn bây giờ thì cháu sẽ rót cái mật bạc hà này ra để cho các bác cùng xem là độ đặc sánh của mật là như thế nào các bác nhá. Đây là mật ong hoa bạc hà các bác nhá. Và rất là mong các cô các bác sẽ tiếp tục ủng hộ gian hàng của hai vợ chồng cháu để hai vợ chồng cháu có thêm kinh phí để mà đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này hơn các bác ạ. Và cô bác nào ủng hộ hai vợ chồng cháu thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại trực tiếp là 0395 953 850 và 0369 944 064 cô bác nhé. Rất là cảm ơn cô bác ạ.